Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn, em là bên kênh bán hàng HTK. Thì hôm nay em giới thiệu lại những cái cụm bố và ba cục của hãng Honda và FCC. Thì em cũng giới thiệu luôn hãng Honda FCC là như một, nhưng cô chú anh chị, đây là những cái cụm bố ba cục nè, em nhập nè. Thì cô chú anh chị á, đây là cái hộp mình giao cho cô chú anh chị nè, có mã code đàng hoàng. Thì cô chú anh chị có thể dùng một cái điện thoại của mình, rồi mình mở chế độ camera lên, camera lên cho cô chú anh chị, mình bật cái chế độ camera của mình lên thôi, mở làm sao mà để lấy cái camera ra. Thì các bạn mở lấy camera nè, các bạn quét vô những cái điểm như thế này nè, nó sẽ lên đó các bạn, nó sẽ lên cái mã code ở trên đây nè, các bạn chọc vô. Thì các bạn đợi một chút xíu, các bạn đợi một chút xíu này nè. Đó, đợi cho mạng nó chạy chút xíu thì nó sẽ vô á, là các bạn bỏ qua quảng cáo, tại vì FCC người ta tính quảng cáo rồi nè, các bạn bỏ qua, nó sẽ ra là công ty FCC của Nhật đàng hoàng đây đó. Thì cái này là không có làm giả được, nhưng tôi cứ bị chắc ăn một điều là không có làm giả được. Rồi mình tiếp tục, mình sẽ tắt camera, mình quét code thêm một lần cái bao bì mà mình nhập nè, bao bì ngoài mình nhập cho cô chú anh chị xem. Thì mình giao đến tay cô chú anh chị là hàng chính hãng, mình đưa vô, mình quét tiếp mã code cái bao ngoài luôn đó, sẽ ra là cô chú anh chị mình chọt vô. Thì ai cũng có một cái điện thoại trên tay rồi, mình quét nè, nó sẽ ra công ty FCC của Nhật. Thì cô chú anh chị cứ làm một cái cách đó là không có ai mà ăn gian được cô chú anh chị hết á, cô chú anh chị an tâm. Thì mình giới thiệu cái mã ba cục nè, ba cục là như thế này. Thì cái bố ba cục á, nhiều bạn hỏi mình sao có dấu phước này, đây là nguyên đai nguyên kiện của FCC người ta làm, ngay cả trong cái xe của bạn đang đi thì nó sẽ có những cái này hết nha cô chú anh chị. Thì á, hàng chính hãng người ta sẽ bắn laser trên cái thanh này. Thì đây là bố FCC nè, của quay rim hay quay hết cho 10 điều, nó giống, nó hình thức giống nhau hết nha cô chú anh chị. Đây là một cái đống bố mình nhập chính hãng nè, tại giá chính hãng nó cao nhưng mà cái chất lượng nó tương đương hết, FCC làm tương đương. Thì các bạn thấy nè, chính hãng mình thì không làm được những cái cục bố này nha các bạn nè, mình không làm được những cái cục bố như thế này. Thì cục bố này mình live stream mình không có giao cho chú anh chị, mình giao đến tay các cô chú anh chị là nguyên đai nguyên kiện và có từng cái mã trên đây, các cô chú anh chị quét mã code để kiểm tra hàng đó, không có ai mà bán hàng cho mình. Thì đó, cái này nè các cô chú anh chị, đây là một đống hàng chính hãng nha cô chú anh chị coi nè. Nhiều bạn thắc mắc hỏi sao có quay xuất xuất, thì hãng làm như vậy thì như vậy, chứ làm sao mình biết được công ty FCC một đống hàng như vậy nè. Đó, bây giờ mọi mình tự mình kiếm một cái siêu mà FCC người ta chưa có, đây chính hãng, các bạn nhìn cục bố thôi, nó nếu là mồi nhậu là nhậu được luôn nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Thì nè, đây là chính hãng và đây FCC, các bạn nhìn nè, LK, từng cái phôi này nè nó khác nhau ở càng ngắn càng dài. Tất cả quay ớt bắt đầu xe tới ngày hôm nay người ta chuyển về cái càng ngắn này hết rồi nha các bạn. Đó, đó là cái lý do kỹ thuật đó, từng cái phôi. Rồi ngay cả trên đây nè, trên đây các bạn thấy nè, cái phôi trên đây đó, cái phôi trên đây. Và các bạn kiểm đây nè, VB, thì bên đây có VB luôn nha các bạn, VB. Rồi mình sẽ cho các bạn xem, đây là mình lựa một cái chưa có gọc những cái siêu này ra, trước khi đi là mình gọc siêu nha các bạn, để kiểm tra. Mình kiếm cho các bạn xem những cái nào mà chưa có bung siêu. Đây, những cái này chưa bung siêu nè cô chú anh chị. Đây bung, chưa bung nè, chưa bung nè. Mình sẽ cắt ra cho cô chú anh chị xem. Nè, bung siêu nè, chưa bung siêu. Thì trước khi bung á, mình sẽ quét code cho bạn xem cái nữa. Quét code, code này các bạn banh lên, dùng điện thoại smartphone của mình. Đó, sử dụng một cái smartphone, mình quét code. Đây là tiêu chuẩn của hãng nha cô chú anh chị, mình không có làm được cái điều mà giả này kia nha các bạn bật điện thoại mình lên thôi. Cái này là nhiều cô chú anh chị thì nhờ con em mình làm cũng được, mình quét code mình đưa vô thì nó bắt được thôi, mà mình lấy nét cho nó bắt được. Mã code này thì nó nè, nó bắt được rồi nha cô chú, chị chọt vô đó, nó gì công ty của Nhật. Thì cái cách gì á thì mình gì là YouTube của Nhật luôn đó, thì không có cách gì mà làm giả được nha cô chú anh chị.
ngay cả bây giờ cái này là cái công nghệ này là ai cũng biết hết. Nè, mình mở ra cho bạn xem, chưa gặp siêu, gặp siêu làm gì cái bách liền. Mình rút ra cho cô chú anh chị xem. Mình mong cô chú anh chị có cái nhìn nhận cho nó chính xác. Đó, mình rút ra cho cô chú anh chị xem. Đây. Đó. Mình tắt cái này cái nè, vô cái bếp FCC là nó xong rồi. Thì cô chú anh chị đi, không có ai bán hàng có thật cái tâm như vậy hết á. Đây. Cái này á là công ty làm siêu đồ còn hết nha cô chú anh chị. Và từng cái khe hở là nó chuẩn, nên cô chú anh chị an tâm một cái điều đó. Mình không có làm giả làm nhái được, thì cái nào cũng như cái nấy. Chính hãng đây, chính hãng mình bóc lên, chính hãng thì chưa có siêu gọc cái gì nè. Chính hãng. Chính hãng nha cô chú anh chị. Đây. Bố là như vậy. Thì mình cũng dễ giới thiệu sơ để cô chú an chị an tâm khi mua hàng của mình tại HTK của mình. Đó là một cái lời mình giới thiệu đến cô chú anh chị. Đây, rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây là chỉ là một cái phần bình thường thôi. Đây, để mình coi cái này có code không. Nè, có code nè. Cô chú anh chị vừa quét cái mã code nha. Tất cả đều có code, QR code. Hết nha cô chú anh chị. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều đã tin tưởng và ủng hộ cái shop HTK của mình. Và tiếp theo là mình xin kết thúc cái clip tại đây nha cô chú anh chị. Chị mua hàng thì liên hệ giúp mình. Thì đây là có thể là mình đã có rất là nhiều cái nồi trong cái nhà của mình. Nên cô chú anh chị cứ đặt hàng thoải mái.